giờ muốn chụp. Tại nào mốt mày muốn làm không anh? Dạ, ta định từng hỏi mày về tao quên mẹ. Tao quên mẹ. Giờ tao đang tìm đối tượng chụp ảnh đó. À, tao đâu có nói mày là mốt có gì à, đi chụp banner nữa. Tao đang có ý tưởng là chụp banner nhưng mà kiểu là Ta đụng tính đông nha, á. ta đang tính Tại kêu giờ tụi có mày, mấy cái ta đang tính kêu tụi mày ngày mai đi Vũng Tàu nè, đi đi sáng đi tối về. à, thôi mày tao mệt lắm tao không muốn đi đâu. Thì chúng Đợi mày tao thì đi còn mai tao còn phải chuẩn bị script để mà thi cái vòng ấy nữa, thi cái vòng chung kết nữa. thôi chuẩn bị Ai sớm đi chưa? chưa Thôi chuẩn bị má mày làm một pha uống hồn luôn. sao vậy? Bị script hả? Quên quên nộp ảnh cái rồi tao chứ như kiểu là hoảng quá. Ta thì cũng có gì đâu nhưng mà kiểu là tao tưởng có gì, tao tưởng chuyện to tát gì mà xong rồi con Như gia hạn được cái ban tổ chức rồi nó lấy cái ảnh tụi ta trong video á, rồi bẻ tay. Nộp ảnh đó hả? Kêu nộp ảnh hả? Nào ảnh mặt nhóm á cũng có shop mà cũng mặc ba đứa tao mà lúc đó tao đang cầm điện thoại coi kệ. Tim thì tim gì ta chưa thấy luôn. Tao đang coi đâu có coi gì đâu, toàn những thứ quy bu không vậy. Facebook Facebook rất là dài tao mở. Yes, you are living. Okay. Mày lắc mày ơi. Có đỡ hơn chút nào? Đỡ hơn xíu rồi.